Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử Hộ niệm người lâm chung Bốn Tấm gương viên tịch của các hành giả giác ngộ Khác với chúng ta Những phàm phu mà các tiến trình Ba Đô đời sống Và sau khi chết Hoàn toàn bị chi phối bởi nghiệp lực những hành giả chứng ngộ có khả năng an trụ trong tự tính tâm, trong đại định. Bởi vậy các ngài không hề bị lôi cuốn bởi gió nghiệp. Vào giai đoạn ba đô pháp tính, như trên đã nêu rõ, tất cả chúng ta đều để tuột mất cơ hội quý giá khi tâm ta trở về bản tính giác ngộ vốn có được hiển hiện trong giai đoạn này hoặc là lướt qua mà không thể an trụ trong trạng thái tâm trong sáng tự nhiên đã thoát khỏi mọi tham sân si ràng buộc nhưng đối với các hành giả cao cấp các ngài có thể chú tâm vận dụng năng lực thiền định của mình xuyên suốt toàn bộ tiến trình tan rã và bằng cách đó có thể giác ngộ về bản thể tâm sau đó nếu có tâm nguyện quay trở lại thế gian để lợi ích cho hết thảy hữu tình các ngài có khả năng lựa chọn người cha người mẹ và cảnh giới tái sinh thích hợp để lợi lạc cho chúng sinh đối với các hành giả cao cấp cái chết luôn là thước đo của sự thực chứng và cơ hội giải thoát lớn lao trong đạo phật có rất nhiều ví dụ về cái chết của những hành giả có kinh nghiệm tu tập ngay cả khi tình trạng sức khỏe rất nguy ngập họ vẫn an nhiên tự tại vào giờ phút lâm chung khi tất cả bạn bè thân quyến tới chia buồn trong khi mọi người ai cũng đau xót bởi sự chia ly thì những hành giả đó lại thường mỉm cười rạng rỡ bởi họ đã nhận ra các dấu hiệu tiếp dẫn về cõi tịnh độ của chư phật họ có thể nhìn thấy chư đa ca đa kini thị hiện trong hư không tấu thiên nhạc thỉnh đón mình về cõi tịnh độ của các ngài cơ hội được tiếp dẫn giải thoát khỏi luân hồi sinh tử phụ thuộc vào năng lực của chính hành giả có những người được tiếp dẫn ngay từ giai đoạn rất sớm chẳng hạn như một năm trước khi chết có người nhận được dấu hiệu tiếp dẫn khi lâm bệnh và cái chết xảy đến sau vài tuần lễ lại có người thấy được linh ảnh tiếp dẫn ngay trước khi chết nhưng thông thường những hành giả chứng ngộ có thể trải nghiệm sự tiếp dẫn qua từng giai đoạn của tiến trình chết và thời khắc thần thức thoát ra khỏi cơ thể là thời khắc hành giả có cơ hội được tiếp dẫn về cõi tịnh độ của chư Phật có nhân duyên với mình. Với Đại Bồ Đề tâm nguyện lợi ích chúng sinh, có những bậc đại thượng thừa giác ngộ đã áp dụng những mật pháp bí truyền như yoga chuyển thức mãnh liệt, chuyển thức không qua ba đô, để chuyển thức vào một thân khác do sự giới hạn của thân xác hiện tại trở ngại các ngài trong việc hoàn thành các công hạnh lợi tha. Câu chuyện về con trai của ngài Mapa là một ví dụ sinh động về yoga này. Chuyện kể rằng con trai của ngài Mapa bị tổn thương trầm trọng trong một tai nạn cưỡi ngựa là hành giả cao cấp ông quyết định tìm một thân xác mới để chuyển di tâm thức của mình vào đó để đạt mục đích này ông cần một xác chết toàn vẹn và tức thời đã tìm thấy xác của một con chim bồ câu ông liền chuyển thức mình vào xác chú chim và con bồ câu sống lại tuy nhiên với thân chim con trai mapa không thể làm gì để lợi ích chúng sinh nên vì thế ông lại tiếp tục đi tìm một thân mới để viên mãn tâm nguyện lợi tha sau đó nương vào năng lực của cha mình là đức mapa ông đã tìm được xác chết của một hành giả yogi thực chứng thần thức con trai mapa một lần nữa lìa khỏi xác chim bồ câu và nhập vào thân của vị hành giả mới viên tịch với thân này con trai mapa đã sống nhiều năm ở ấn độ tiếp tục cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp hoằng truyền Phật Pháp. Một câu chuyện khác mà chúng ta có thể kể đến là tiểu sử của Đức Pháp Vương Giang Quang Trúc Ba, đời thứ 10, 1884-1930. Trong cuộc đời mình, Ngài không thể hiện năng lực tu tập ra bên ngoài và cũng không giáo hóa chúng sinh bằng danh tiếng của Bậc Thượng Sư Đạo Hạnh. Ngài lựa chọn cuộc sống nhập thế thành công trong các công việc thế gian và đối xử rất khắc khe, đôi khi là thô bạo với những vị bộ trưởng, giới quan chức, người làm công và tuy tùng của mình. Vì tất cả những điều trên, rất nhiều đệ tử của Ngài không nghĩ rằng Ngài là một bậc thầy giác ngộ. Duy chỉ có Jiga Chokchun Rinpoche, Nga Hoàng Tenzin Banjang, đời thứ bảy, 1892-1937 là có niềm tin tuyệt đối rằng căn bản Thượng sư Đức Pháp Vương Giang Quang Trúc Ba đời thứ 10 bất khả phân với Đức Phật Kim Cương Trì và Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi Đức Pháp Vương Giang Quang Trúc Ba đời thứ 10 cảm thấy mình sắp viên tịch, Ngài đưa ra những di huấn cụ thể rằng chỉ có Ziga Rinpoche, là có thể đảm trách tất cả những nghi thức tâm linh và lễ trà tỳ hỏa thiêu của mình. Nhưng trong khoảng thời gian quan trọng này, Ziga Rinpoche lại đang thuyết pháp ở Bhutan theo lời thỉnh cầu của hoàng gia Bhutan. Pháp vương nói với ngài rằng con nên đi nhanh chóng và mau trở về sớm vì ta nghĩ rằng thời gian không còn nhiều. Sự thật đã xảy ra sau 4 tháng khi Ziga Rinpoche nhận được tin tức từ văn phòng của Đức Pháp Vương, thỉnh cầu Ngài khẩn cấp trở về. Nhưng thật không may, khi Ngài về đến nơi thì Thượng Sư đã phiên tịch. Theo lời di huấn của Thượng Sư, Ziga Rinpoche đã đảm trách lễ hỏa táng. Trước sự chứng kiến của nhiều bậc thầy quan trọng và các viện trưởng của tất cả các tự viện tại vùng Himalaya, Cuối buổi lễ hỏa thiêu, đột nhiên trái tim của Pháp Vương Giang Quang Trúc Ba đời thứ 10 bỗng vọt ra khỏi ngọn tháp nơi diễn ra việc hỏa thiêu và rơi ngay vào vạt áo trong lòng Ziga Rinpoche. Ngài phát hiện trái tim đó vẫn còn nguyên vẹn và khi Ngài lắc thì nghe một tiếng động bên trong chứng tỏ trái tim còn chứa một vật thể. Với lòng tôn kính vô hạn tới Thượng Sư, ngài không thể cắt trái tim đó ra được nên đã dùng gậy trúc chà sát đến khi trái tim mở ra, bên trong là xá lợi Bồ Tát Quán Âm hai tay. Như vậy, đối với các bậc tu hành giác ngộ, cái chết đối với các ngài giống như một trải nghiệm hết sức bình an. Các ngài tự tại đối với cái chết và tự tại lựa chọn hoàn cảnh tái sinh phù hợp để có thể lợi ích hữu tình. năm Những vong hồn không siêu thoát Khi nói về sự sống và cái chết Chúng ta thường thấy đây là hai phạm trù đối nghịch nhau Nhưng đứng trên quan điểm của giáo lý Ba Đô Đó chỉ là những giai đoạn nối tiếp nhau Trong một hành trình tồn tại đã kéo dài từ vô thủy Trong hành trình đó Ba Đô đời sống là giai đoạn dễ chịu nhất Và dễ nhận biết nhất với tất cả chúng ta nhưng những giai đoạn tiếp theo sau khi chấm dứt ba đô đời sống lại giống y như một cuộc chiến đáng sợ. Trong cuộc chiến đó có những cơ hội giúp chúng ta mau chóng đạt đến giải thoát giác ngộ nhưng cũng tiềm ẩn đầy những nguy cơ đọa lạc. Sau 49 ngày này, nếu thần thức của người đã chết không thể nhận ra trạng thái Phật tính của chính mình để giải thoát, họ bắt buộc phải tái sinh vào các cõi. Trong ba cõi thấp, cõi ngạ quỷ cũng được coi là rất gần gũi với con người. Chúng sống xen lộn trong thế giới của loài người, nhưng do biệt nghiệp nên không cản trở lẫn nhau. Ngạ quỷ sinh ra từ đâu? Nghiệp sinh làm ngạ quỷ là tham lam bỏn sẻn, không chịu bố thí, cướp đoạt của người, tạo các ác nghiệp, luôn luôn mong cầu nhưng lại không thể thỏa mãn được những mong cầu của mình. Trong kinh Phật, chia ngạ quỷ làm nhiều loại. Loài quỷ thần sinh ra do ác nghiệp. Về nơi ở, cảnh giới ngạ quỷ được chia làm hai loại. Một, chính trụ. Theo vũ trụ luận Phật giáo, dưới châu Nam Diêm Phù Đề, cách chừng 500 dặm có thành Diêm La, chu vi là 7 vạn 500 ngàn dặm diêm vương thống lĩnh quỷ chúng an trụ giữa trung ương đó tại trung gian hai núi thiết vi là chỗ mà ánh sáng của mặt trời và mặt trăng không chiếu tới được trong đó có rất đông loài ngạ quỷ hai biên trụ giữa bốn châu những danh sơn đại xuyên bể cả bên biển hang núi giữa chỗ trống không gò mã xưa đồng rừng nhà vườn cũ Nơi cầu tiêu, các chỗ bẩn thiểu, thảy đều có quỷ này ở đó. Về phúc đức, ngạ quỷ phân làm hai loại. Một, quỷ có uy đức ở các chỗ giữa núi, trong hang, trên đồng trống, bên bờ biển đều có cung điện bằng bảy báu trang nghiêm, mỹ lệ, mắt nhân gian không thấy được. Quỷ có uy đức lại chia thành hai hạng: Hữu phúc hữu đức là chính thần trong bốn châu thiên hạ những núi có danh thắng sông lớn như ngũ nhạc tứ độc thành hoàng thổ địa đều có chính thần đó là những người khi sống có tu phúc nhưng cũng tạo nhiều tội nên khi chết sinh làm quỷ thần có khả năng ban phúc giáng họa ví dụ như những tướng quân đánh giặc cứu nước tuy lập công lớn có công với nước nhưng lại tạo ác nghiệp giết chết vô số sinh mạng phúc tội song hành họ thường trụ thân quỷ thần đều có đền miếu thờ cúng được cả nước tôn kính có nhân dân thờ cúng hương lửa đời đời nên gọi là chính thần hữu phúc vô đức là tà thần các loại quỷ thần như dạ xoa la sát ly mị võng lượng thứ nương dựa nơi vật gì đó để làm sự quái mị, thứ nương dựa nơi đình làng, miếu xã để đem điều phúc họa, làm bậy kiếm ăn, hưởng cúng nơi huyết thực dâm từ. Hai, quỷ không có uy đức, thứ quỷ nương dựa nơi chỗ phân tiểu bẩn thiểu, lùm cỏ, nhà xí, gò hoang, nương nơi vật gì đó, giữa bóng âm u, không có nhà cửa cung điện gì cả. Đây là những loại thụ thân quỷ do các ác nghiệp đã tạo ra, hình dáng xấu xí, đối khát bất ngặt, khổ đau suốt kiếp. Quỷ thần chia ra làm nhiều bộ với đủ mọi hình dạng và chịu đủ thứ nghiệp khổ khác nhau. Ngạ quỷ có thể biến hóa làm hình ảnh đẹp như là ngạ quỷ giống chư thiên, giống nam nữ cư sĩ, giống tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di sa -di -ni. những ngạ quỷ xấu thì có hình tướng như là trâu bò voi chó với hình dạng kinh khiếp như có đầu to mắt lồi răng lởm chởm trong kinh điển nguyên thủy phật giáo có trình bày 36 loài ngạ quỷ ở đây chúng ta có thể nêu một số ví dụ như sau ngạ quỷ có xương dính với nhau từng khúc mà không có thịt thường bị chim chóc rỉa ăn. Ngạ quỷ có thịt thành từng mảnh, nhưng không có xương. Ngạ quỷ không có da, thường bị dòi bọ cắn trĩa. Ngạ quỷ lông như gươm. Ngạ quỷ lông như giáo, như mũi tên, như kim, hàng ngày đâm xỉa mình mẩy đau nhất. Ngạ quỷ như cây đuốc lửa. Ngạ quỷ không đầu, mắt mũi mọc ngay giữa ngực. Ngạ quỷ mồm thối có đuôi mọc giữa mồm không ăn uống được ngạ quỷ bụng to như trống cổ nhỏ như kim mỗi khi nghĩ đến thức ăn miệng thường phực lửa những khổ đau của ngạ quỷ không có lời nào tả hết được họ chịu đói khổ suốt đêm ngày dòng sông đối với họ nếu không phải là máu mủ thì cũng khô cạn toàn cát nóng họ chịu cảnh ngồi trong cơm rau vẫn chết đói ngâm mình trong nước vẫn chết khác. Với họ, vào mùa đông thì mặt trời cũng vẫn quá lạnh và mùa hè thì ngay cả mặt trăng cũng thành quá nóng. Sở dĩ như vậy là do biệt nghiệp của chính họ cảm ra cảnh giới như thế. Ngạ quỷ chỉ có thể ăn được những thứ nhơ uế bẩn thiểu khi ăn vào như nuốt lửa than, thế mà không thể không ăn ăn rồi vẫn cứ đối khát đau khổ, chẳng hề toại nguyện. Trên đây chỉ tạm thời liệt kê một số những nỗi khổ cá biệt của ngạ quỷ. Nhưng thật ra tội báo của họ, muôn hình vạn trạng, khuôn khổ hạn hẹp của cuốn sách này không thể nào nói hết được. Cô hồn, loài quỷ sinh ra do tâm ràng buộc, oan khuất. Ngoài những bộ quỷ thần trên, còn có những quỷ mà chúng ta thường hay gọi bằng cái tên cô hồn các quỷ thần được liệt kê ở trên hoặc do tạo tội hoặc có phúc nhưng cũng tạo tội nên phải sinh trong loài ngạ quỷ nhưng có những chúng sinh không hẳn do tạo ác nghiệp mà bởi lúc chết tâm họ ràng buộc oan uổng oán hận nên không thể đi tới một cảnh giới nào cụ thể họ bị mắc kẹt trong cảnh giới u ám của cõi ngạ quỷ và được gọi là cô hồn. Loại quỷ này không có những khổ sở quá cùng cực, cũng không có thần lực như các loại quỷ thần kia, nhưng họ phải chịu cảnh đói khát vất vưởng, cả ngàn năm mắc kẹt trong cảnh trung ấm, âm u, mịt mờ. Theo truyền thống của người Việt chúng ta, thường chia cô hồn làm 12 loại như sau. 1. Cao tăng thượng sĩ xuất trần, tăng ni phạm hạnh thanh cao thiện tín giới quy toàn vẹn đây là những người tu phật học phật bao gồm cả tu sĩ xuất gia và cư sĩ tại gia có thể vì đạo lực chưa toàn đường tu chưa trọn vì tiếc nuối một kiếp người đã qua mà vẫn chưa thực hành phật pháp cũng có thể do bám chấp vào chùa chiền danh vọng nên họ vẫn phải đọa lạc trong loài cô hồn thường lang thang vất vưởng ở nơi xưa, cửa thiền thấm lạnh, ba canh trăng sáng, tỉnh thất đèn soi, bóng vắng lạnh lùng. Như vậy có thể thấy rằng, không chỉ kẻ tham đắm thế tục mà kể cả người tu hành nếu không giải thoát, không khéo giác tỉnh xả ly thì khi chết đi vẫn có thể đọa làm cô hồn vất vưởng hàng ngàn năm. Hay tiên nhân áo nhẹ đạo sĩ mũ vàng vườn hoa an tịnh tu chân trong động đào nguyên dưỡng tính đây là nói đến hạng đạo sĩ tu luyện chưa thành mà vô thường đã đến chết đi rồi vẫn còn tiếc núi, nên không thể siêu thoát mà thành cô hồn ba các triều đế chúa hầu vương chính trùng điện các cao ngôi muôn dặm sơn hà riêng cõi thời xưa những hạng vua chúa một phen chính biến đổi chủ thay ngôi chẳng những mất cả sơn hà mà tính mạng cũng chẳng còn giữ được họ đại biểu cho lớp người có tham vọng và quyền lực tối cao khi rơi vào hoàn cảnh bị tước đoạt đi tất cả cái chết của họ đầy tiếc nuối phẫn hận và khổ đau do đó mà không thể siêu thoát thương thay chim quyên thắt thỏm hoa đào rụng, máu đỏ nhụm tâm mối hận dài. 4. Lập đàn bái tướng, dựng tiết phong hầu, sức dời đỉnh nặng ngàn cân, thân sánh thành dài vạn dặm. Đây là nói đến những hàng tướng soái anh hùng, nơi mặt trận vào sinh ra tử, chiến công lừng lẫy. Bất kỳ nơi đâu còn binh lửa thì vẫn còn những hạng cô hồn này bởi cái chết của họ nơi xa trường là cái chết bất cứ lúc nào. Không những thế lại rất đau đớn. Hơn hết, những hàng tướng soái này đại biểu cho loại người đầy tham vọng. Họ cần phải chiến thắng, cần phải tiêu diệt kẻ thù. Bởi thế, khi cái chết đến bất ngờ gián đoạn tham vọng lớn của họ, đó là điều khiến cho họ đau đớn, hận thù và tiếc nuối không nguôi nhiều khi chính cái chết đau đớn bất ngờ của họ khiến cho họ nghĩ rằng họ chưa hề chết mà vẫn phải tiếp tục cuộc chiến chinh, bởi thế mà sinh trong loài ngạ quỷ. Năm, bao năm tiết sáng văn quang, một tấm lòng son thờ chúa. Ở đây muốn nói về những hạng người vì việc công mà đi xa quê hương, rồi bỏ mạng nơi đất khách quê người. Sáu, thư sinh mặt trắng, sĩ tử cửa vàng. Đây là nói đến hạng sĩ tử thời xưa và học sinh sinh viên ngày nay. Sự nghiệp học hành đang còn phía trước, thế mà cái chết đến bất ngờ gián đoạn tất cả. Bao nhiêu nỗ lực, hy vọng, thành công và tương lai tươi sáng đều tiêu tan. Bởi thế, họ thường rơi vào tâm trạng nuối tiếc đau khổ mà không thể siêu thoát. 7 anh hùng chiến sĩ vì nước vì dân dưới cờ trống đánh tranh hùng trước trận giặc trừng gươm đổi mạng đây là hạng chiến sĩ chết nơi xa trường từ xưa tới nay trên thế giới này chiến tranh vẫn liên miên không dứt tướng soái anh hùng những người lãnh đạo quân đội thì thường đứng phía sau nhưng ở nơi trận tiền những chiến sĩ này là lớp người phơi mạng trước hòn tên mũi đạn họ phải chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào. Cái chết của họ thường là đau đớn, sợ hãi và bất ngờ. Nơi xa trường đầy rẫy xác chết, chẳng toàn thay. Thân nhân đâu biết nơi nào để cúng bái. Thật đáng thương tâm. Tất cả những điều đó khiến cho hương hồn của họ không thể siêu thoát mà trở thành loại ma quỷ vất vưởng nơi chiến địa. Thương thay, bát ngát xa trường oan quỷ khóc ngổn ngang hài cốt chẳng ai thâu 8. bán buôn nam bắc lữ khách giang hồ doanh thương muôn dặm đi về chứa trữ ngàn vàng muôn bạc đây là loại vong hồn tiêu biểu cho những kẻ buôn bán hay là những ngư dân sống lên đên trên biển do bão lớn thiên tai hoặc do lạc lối quên đường mà đành mất mạng nơi hẻm quanh lối hiểm. 9. 9 tháng mang thai, ba hôm nằm chỗ, những tưởng hòa minh loan phụng, ước mong hợp mộng hùng bi. Đây là hàng sản phụ nạn nhi, tức là mẹ chưa kịp sinh con thì cả hai đã chết. Sinh sản là phút giây nguy hiểm và đau đớn khôn cùng. Thay vì đón đứa trẻ chào đời trong niềm vui, thì lại phải đau đớn bởi cả hai mẹ con đều mất mạng bởi thế mà những người này thường không siêu thoát mà phải sống trong cảnh cô hồn mười mọi mường thổ máng đuôi điếc ngọng câm thiếp tỳ ganh ghét thiệt thân tôi tớ nhọc nhằn mất mạng khinh khi tam bảo tội ác chứa tựa hà sa bội nghịch mẹ cha hung dữ đầy tràn vũ trụ. Lời văn trên đã mô tả đầy đủ loại cô hồn thứ 10 là những kẻ khiếm khuyết sáu căn sống một đời ngu si mong muội là kẻ tỳ thiếp do bị ganh ghét mà bị hại hoặc phải tự sát, những kẻ đầy tớ bị đày đọa đến chết, những kẻ ngông cuồng ác độc khinh khi tam bảo, bội nghịch mẹ cha khi chết đi hầu như không siêu thoát. 11. Giai nhân mỹ nữ, mặt phấn phòng khuê, hương sông xả ướp, ngày nay trăng khuyết hoa tàn. Những hạng này khi chết đi, thường nuối tiếc quá khứ vui vẻ, khổ đau, nên khó siêu thoát. 12. Tù nhân hình ngục, hành khất cơ hàng, nước lửa mất thân, cọp beo cướp mạng. Vòng dây thuốc độc, ngàn năm chưa tỉnh hồn oan sét đánh núi băng vật vờ phách quỷ ngày nay những người chết trong tai nạn giao thông cũng được liệt trong số này đây là những hạng người chết trong oan khuất tuổi hờn chết trong sự hãi hùng và đau đớn khủng khiếp nên thần thức của họ thường không siêu thoát mà mắc kẹt lại trong thế giới của loài ngạ quỷ cô hồn Đôi khi chúng quá nặng oán thù, đến nỗi thành ác quỷ. Thường đứng ở nơi chúng đã chết, để trung rủi những người khác chết theo. Điều này lý giải tại sao có những đoạn đường có rất nhiều người chết vì tai nạn mà người ta gọi là con đường có dốc. cô hồn thật ra là ai chúng ta ít ai có thể tiếp xúc với họ nhưng họ lại có khả năng thần thông cực kỳ tinh nhạy và có thể biết hết tâm chúng ta đang nghĩ gì chúng ta sợ hãi họ và cho rằng họ là ma quỷ hay những linh hồn xấu xa đáng sợ đang rình rập để làm hại chúng ta hay mang đến cho chúng ta những điều không lành nhưng chúng ta có thể không bao giờ nghĩ rằng những cô hồn ấy đang rất cô đơn khốn khổ họ đang phải chịu đói lạnh và hơn hết là nỗi đau khổ tiếc nuối oán hận hay oan khuất không hóa giải được vẫn đè nặng trong lòng họ suốt nhiều năm thậm chí hàng trăm hàng nghìn năm chúng ta thực sự không thể biết họ chính xác là ai nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng trong những cô hồn vất vưởng ngoài kia có thể có cha mẹ ông bà thầy tổ bạn bè họ hàng thân thích của ta hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ sau khi chết họ thấy được trọn vẹn suy nghĩ của những người thân trong đời sống vừa qua nhưng tùy theo nghiệp đã tạo họ chỉ thấy những hình ảnh tiêu cực ví như khi người nhà tụng kinh thì do nghiệp báo Họ lại thấy cảnh mọi người ngủ gật và nổi sân giận với ý nghĩ những người thân của họ đang lừa dối hoặc không quan tâm gì đến họ. Khi đó, tâm họ thật đầy thất vọng và khổ đau. Có thể họ sẽ chìm trong hận thù và oán trách. Đây là điều đáng thương nhất, bởi họ không thể biết được chuyện gì đúng, chuyện gì sai. Tất cả đều bị chi phối bởi nghiệp lực Họ không như chúng ta, những người vẫn còn thân người để tu tập chuyển nghiệp, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc để gió nghiệp cuốn bay. Chúng ta đã tái sinh vô số lần trong vô số kiếp luân hồi đau khổ, trong khoảng thời gian dài trôi lăn trong sáu đạo, biết bao lần chúng ta được sinh ra, biết bao lần chúng ta được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ cho dù chúng ta có sinh ra làm gà thì mẹ gà cũng từng ấp ủ chúng ta trong đôi cánh của mình dù chúng ta sinh ra làm ngạ quỷ thì bà mẹ ngạ quỷ cũng từng lặn lội đi kiếm cho chúng ta từng chút thức ăn trong kinh phạm võng bồ tát giới đức phật thích ca mâu ni đã khai thị rằng tất cả nam tử đều là cha ta tất cả nữ nhân đều là mẹ ta từ nhiều đời ta đều thác sinh nơi đó bởi vậy những cô hồn đang lang thang vất vưởng ngoài kia họ đều từng là cha mẹ của chúng ta trong nhiều kiếp họ đang rất cần chúng ta giúp họ thoát khỏi tình cảnh mịt mù trong cõi ma quỷ chúng ta đang đề cập đến thế giới khổ đau cùng cực của cô hồn và ngạ quỷ họ đang đói khát hoặc lạnh lẽo hoặc bị thiêu đốt hoặc uổng khuất tiếc núi không nguôi thống khổ vô lượng chúng ta nói được như vậy bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống vẫn còn thở ra và hít vào đều đặn nhưng đến thời điểm mạng tận một khi hơi thở mong manh chấm dứt có thể chính chúng ta cũng sẽ rơi thẳng xuống cõi giới của họ với biết bao núi tiếc, khổ đau, oan khuất nặng nề. Hãy nhìn lại chặng đời vừa qua của bạn. Có ai dám đảm bảo mình không gieo những ác nghiệp tham lam bụng xỉn? Ai dám nói rằng khi cái chết đến, mình hoàn toàn tự tại, không còn gì để tiếc nuối? Và ai dám đảm bảo mình sẽ chết một cách bình yên, không oan khuất hải hùng, để chắc chắn sẽ không đọa lạc trong cảnh giới của loài ngã quỷ cô hồn. Vậy làm thế nào để tự cứu vớt chính mình và cứu vớt tất cả những cô hồn phiêu bạc, những người từng là cha mẹ chúng ta trong nhiều kiếp? Chỉ có một con đường là thực hành Phật Pháp, bởi chỉ duy nhất ánh quang minh của Phật Pháp mới có thể dẫn dắt chúng ta bình an vượt qua tất cả các cảnh giới của ba đô trụ trong tỉnh giác và an định để đến được bến bờ giải thoát và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh <laughs> Sato kayome ba wa sapon kayome ba wa anarato me wa